Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Game của mình. Thì trong video này các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn được nhận cái phần thưởng Airdrop từ cái trang thương mại điện tử Bi trên Mon các bạn nha. Rất là hấp dẫn, các bạn sẽ nhận cái con BCM, tức là Bi trên Mon các bạn, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy tranh thủ nhận cái con Airdrop miễn phí này các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn để nhận được thì các bạn hãy đi vào Bi Browser các bạn. Bấm vào Bi Browser. Chúng ta hãy đăng nhập vào Bi trên Mon các bạn nha. Cái con này là rất là tuyệt vời luôn á, cho nên là các bạn cần phải làm sớm nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào brainstorm.bi. Các bạn đợi chút xíu nha, sau đó các bạn bấm vào continue ở dưới màn hình các bạn. Rồi cái đó các bạn bấm ok giúp mình. Rồi sau đó các bạn kéo lên, các bạn lên thấy Bi trên Mon các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ritmo nha, các bạn đi vào trên Mon, Bi trên Mon nè, các bạn bấm vào Ritmo giúp mình. Rồi các bạn hãy bấm vào đường link này nè, bichainmon.com nha. Bấm vào đây các bạn. Hãy bấm vô đi. Chúng ta hãy nhận cái con Aerob, mỗi lần các bạn đăng ký, các bạn đăng nhập các bạn sẽ được nhận cái phần thưởng nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào của tôi. Đây nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy bấm đăng nhập ở đây để các bạn đăng nhập vào nha. Đăng nhập vào xong các bạn hãy bấm vào chỗ này nè, mình chỉ nè. Đăng nhập nè. Được chưa? Các bạn hãy bấm vào đăng nhập ở đó, các bạn sẽ được nhận 3 phết 14 bi trên môn thì phải. Các bạn bấm vào đi, bấm vào chữ đăng nhập này nè. Đó các bạn, mỗi lần các bạn đăng nhập vào, các bạn sẽ thấy thông báo nè. Các bạn đọc thông báo nè. Sự thông báo nhấp vào nút đăng nhập ở bên ở dưới cùng, xem quảng cáo và làm mới URL để đăng nhập thành công. Đó thì mình đăng nhập vô mình được 6,28 BCM nè các bạn. Số lần đăng nhập vượt quá 100.000 lần và thu nhập bị giảm một nửa. Cho nên là các bạn đừng có đăng nhập tới 100.000 lần nha. Đừng thấy ngon quá đăng nhập riết luôn là không tốt đâu. Rồi tiếp theo, hiện tại mỗi lần đăng nhập bạn có thể nhận được 6,28 Bi trên Mon BCM các bạn nha. Mã thông báo BCM là mã thông báo của nền tảng Bi trên Mon, có thể được sử dụng trên nền tảng để khấu trừ phí xử lý hoặc các khoản tiêu dùng khác. Nhiều cách khác để kiếm mã thông báo nền tảng Bi trên Mon đang được phát triển, vì vậy hãy chú ý theo dõi. Đó, tuyệt vời cho các bạn. Rất là ngon nha, cho nên là các bạn hãy tranh thủ nhận cái con này. Rồi bấm vào đây xem coi. Bấm đây xem quảng cáo coi nó có được cái gì không. Rồi mình quay ra đây các bạn, quay ra đi. Rồi tắt cái này đi các bạn, cái này nó hiện vậy thôi. Rồi quay ra. Quay ra nha, đó bấm đăng nhập lại coi nó tăng lên không. Tại mình nhận rồi không biết nó tăng lên không. Ha, các bạn làm như vậy thì nó sẽ tăng lên nha. Hiện bây giờ thì mình đăng ký liên tục một bầu trời rồi các bạn. Nói chung là cái này rồi, ok các bạn cứ làm là mình nghĩ là sẽ nhận được nha. Các bạn đọc kỹ thông báo các bạn làm là được, mình làm nó nhận á. Có lẽ là mình làm tầng thứ hai nó không nhận các bạn, ngày hôm sau chắc có lẽ là nó nhận, hoặc là mình sẽ thoát ra Bi trên Mon luôn, mình vô lại xem. Đây mình bấm vô cái nút Bi nè các bạn để cho nó reset rồi nha. Rồi mình vô lại nha để xem nó có nhận được him hay không. Mình mới vừa nhận được 6,28 á, sau đó thì mình mới hướng dẫn các bạn đó. Cho nên là mình đi nhanh vô xem thử là nó có nhận lại được nữa hay không. Rismore nè, Bi trên Mon nè, bấm vô web Bi trên Mon nè. Sau đó các bạn hãy chờ một chút xíu nha. Rồi nó vô Bi trên Mon rồi, chúng ta bấm vào chữ của tôi nè các bạn. Rồi chúng ta hãy bấm vào chữ đăng nhập nha. Là nó không tăng nữa các bạn, chỉ hình như là nhận như vậy thôi. Chắc là lần sau mới được được tính nữa. Nó kêu là mình xem một cái quảng cáo hả? Hiện tại số lần đăng nhập vượt quá, nhấp vào nút đăng nhập ở dưới cùng, xem quảng cáo và làm mới URL. Rồi là cái này hả? Bấm cái này xem. Ví dụ xem một quảng cáo để các bạn kệ đó, xem một quảng cáo thử coi.
Rồi làm mới là cái URL đúng không các bạn? Đó, nó kêu là mình xem quảng cáo như thế này. Rồi xong làm mới cái URL nè. Làm mới cái này bằng cách bấm chữ bi trên cùng rồi nha. Bấm vào đây. Rồi sau đó các bạn hãy bấm continue. Ok. Dễ mà các bạn làm cái này thường xuyên các bạn sẽ vô rất là dễ dàng ha. Read more, bấm vào web BigEngine. Rồi sau đó các bạn chờ nó load lên một chút xíu nha. Chờ nó load lên, sau đó các bạn bấm vào của tôi nè. Bấm vào của tôi. Rồi bấm vào đăng nhập. Xem nó có được tặng nữa hay không. Không các bạn, nó tặng hết một lần à. Các bạn làm nếu mà nó được nhận thì càng tốt, còn nếu không thì các bạn đợi ngày hôm sau ha. Rồi bấm đăng nè. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào chưa đăng ký BigEngine thì các bạn có thể đăng ký với mã giới thiệu là ở trên màn hình của mình các bạn, hoặc đăng ký Bi cũng được. Rồi hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nữa các bạn nha, để mình có thông báo nhớ các mới thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.